Chào cả nhà nhé. À, bữa nay mấy anh em làm cái xài phơi khô cả nhà, mình làm mới cá phơi khô nha. Còn ở Sang với anh Lực giác qua cái cát của bển á, là tối nay á anh em mình sẽ cắm lửa chạy. Tối nay anh em sẽ qua đó cả nhà để mình canh cá nha. Tối nay cá chắc nó ra nhiều quá, đêm rồi á cá nó ra quá trời nhiều rồi. Bên đây á là mình làm lấy cái tay đăng lên mình đó cả nhà, mình trải vậy nè, mình xẻ khô mình phơi, mình trà sữa rửa sạch sẽ thôi nha. Hai ông thợ đây làm thắng băng ta ghê trời. Sao lại không? Hồi tối là phơi nghẹt cái này đó. Có khi nào tối nó ra trơn cá không sao? Nguyên cái đồng này có 50 ký cá hả? Đó, cái sao nó ghê trời. 2 kỹ sư xây dựng nữa cả nhà. Ban ngày cá nó không có ra cả nhà ơi, nó ra buổi tối không à. Sớm giờ thấy ít xịu nhảy à. Cá gì đen đen nó nổi đầu nó ta hả? Tối nay đốt lửa chạy. Mình sửa cái dèo lại cá nó không có chết nữa cả nhà ơi. Cái động rãi gì nè nó không có chết nữa. Chiều rồi. Sao chạy ra dữ vậy Lực? Sao chạy ra dữ vậy? Ơi, Lực ơi, được cưa nha, để nghe xuồng nó chạy vô chút nha. Nước cái này chảy chưa xiết ha. Thôi bao nhiêu được rồi Trang ơi. Lấy cái tối lấy cái điểm mình chảy cái này nữa là vô địch thiên hạ luôn ha. Phàn phàn. Hả? Ừ, cắt cái vỏ luôn. Ý kiến hay à. Mấy cái chân đây cắm lên ta đó. Quá đẹp. Trời. Cả nhà ơi. Cái này cá lóc nó lên nè. Cá lóc này mà cầm tay luôn cả nhà. Năm nay lượng thịt chè phai ha. Rồi con kia con có chơi nữa kìa. Để rút lùm cho cả nhà thấy nha. Cả nhà ơi, cá lóc nè. Mệt quá lâu lên kìa. Nó có phi lên nữa kìa. Ừ, bữa nay cái lóc nhiều ha. Nhiều hơn bữa trước. Con này trắng nè. Con này đen ha. Ôi, con nó còn nhỏ nó trắng rồi. Ôi. Bây giờ là giây phút quan trọng nhất. Ui. Năm năm. Chạy
đi sao đây cả nhà ơi, nguyên cục dưa muối nó vô nó kẹt dưới đó trời. Quá trời nước chảy mà. Đá tông muốn chiều luôn đi. Buồn nghe. Buồn. Bữa này quá trời chảy luôn cả nhà ơi. Có luôn anh. Lú rồi đây chưa? Giúp bên dưới cái chân cả nhà ơi. Không được rồi, cho mượn cái kéo cắt rồi. Cắt gì chứ. Trời ơi, kinh luôn. Thôi, cây ơi. Chưa, từ từ. Không được đâu. Đây à. Nước nó chảy lắm nên cá xuống hết trơn nha ơi. Rồi, xong rồi đó. Thôi mình lấy cái muối luôn này. Đây cá chạy nhiều luôn quá. Sao nước cạn bây giờ cá chạy hết ta. Thôi. Hơn bữa rồi nữa. Luôn đi ha, hả? Sao vô cái cục ác trời. Chân có chân có chân. Rồi, nhẹ đó. Thì lắm mùi hồng à. Đây là buổi tối là mùi hồng nó bay giống như là cánh hát cả nha. Xèo xèo vậy á. Chết cái gì kìa trời. Cà phê. Nó ngồi lấy không? Giờ đây nước đạp hoài mà. Bữa này có đống lửa ấm ha. Đống lửa rồi nhờ. Ấm hiểm quá. Trong bụng bự lắm mà bự nó mới dài không biết muốn là chứ nhỏ nhỏ dễ gì ngạt liệt đó dạ. Trên trên xuống rồi đứa này nó hơi thưa cả nhà cá nhỏ lọt hết trơn rồi dính cá từ 3 ngón tay trở lên thôi. Thôi cá. Ơi con cá mà dính mắc kẹt kìa. Cá mà mắc kẹt từ đầu hôm giờ chết veo chứ. Có con chết luôn. Cá mà dính ơi, cá mà dính mắc kẹt.
Thôi bỏ đi. Bỏ đi, bỏ đi, nó còn sống. Tắn không? Hai, nhiều hơn đồng hồ á. Hai tấn rồi anh. Chạy chưa tấn hả? Nhiều hơn hôm qua. Không biết nhặt giữa nhưng mà phát nào rồi. Cái cây này nó nằm ở đâu nè? Trời ơi. Quá trời khói. Mưa luôn rồi. Lưới này thưa quá trời. Mưa luôn rồi. Này lần hai phân á, hai phân là cá chốt chín nè. Có cá linh nữa trời. Đây đây khúc cuối mà. Trời ơi cái này à. Đó. Đó. Quý ông nhẹ đi đứng đi hoài quý. Cá qua anh quý. Trời ơi, ôi cũng cỡ là tối rồi quý. Con cá lóc qua nha. Cỡ là tối à. Ơi cá lóc bự kìa. Trời ơi cả nhà ơi coi nè. Ê, ê, mình bắt mới cá mình nướng không? Cá chừng cá chè, cá chê đó là sang. Để kéo, 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 kéo lại. Nè, 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 dình dình, kéo dưới xuồng. Cá lóc, cá phi đó, nướng. Lù, 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 bỏ cho bà xong bắt gì vậy, sang. Kéo, ừ. Cá hút bay ghét cho luôn. Rồi, rồi, rồi. Thôi, rồi, cá lóc bự kìa. Cá lóc tầm gì kìa. Cá lóc chà bá lắm bây nè. Ồ, hết hồn mấy cà phê bự. Có cái nào vuột tay không ta? Trong đó có nước ra ngang không? Để xù á. Mẹ cổ đi. Dụng bờ đi. Còn nào, cá vuột phi nào trời ơi, nó lúi cái đầu kìa, nó đang lùi đó. Nó cà phê đó. Cà phê bự kìa. Ừ. Ôi ui. Mình đốt lửa chạy nha. Cá tình lịnh nha. Cá là bằng qua rồi. Ừ, cơ gỡ hôm qua. Rồi, quay tới luôn. Quay luôn. Quý anh đi đậu dớn về đó nha. Hai vợ chồng đi. Rồi. Ê, ê, ê. Mưa này cá nó không đi. Ôi, cá bự xong. Cá ngon. Ê, trời trời. Chân hồ mình vô nấu cháo luôn phải không? Tính nướng chân hồ nấu cháo luôn phải không? Ừ. Đó, đó. Đó xong, đưa cái đuôi lên nó xong. Đó cái đuôi đỏ đó. Đuôi đỏ lú lên đó, còn lú lên đó. Đó. Thôi thả con kia đi xong ơi. Bắt con bự đi. Ui. Có linh nữa kìa. Còn cá lóc rồi không? Nhiều, nhiều lắm đây anh em, ăn không có hết nha. Quá trời đẹp. Anh mưa đi ông ơi. Nó bớt rồi đó. Nè 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 cá lóc nè. Nè, nè, nè. Cái chạch mà dính cái lỗ này, cái chạch chắc bằng cầm tay á.
cá thác lát không rồi. Con cá đâu ký được con ơi. Có thằng cá. Lấy tay đi, đừng có bỏ vô, sắp lên cái ấy à. Thôi lùi qua đi, lùi qua đi xong rồi. Cá chê cũng được mới kìa. Coi chừng cá chê. Nổi không? Hay hạ cây này xuống. À, nó không được rồi. Thầy dở cây bên kia, hạ xuống cây bên kia xong. Cục này cứng mà. Cái này thấy cái rác nhiều. Cái này không bằng hôm qua luôn á xong. Hàng chi vớn anh Quý bữa nay chạy ít nữa. Có mưa luôn đúng không? Tưởng nó bữa nay nhiều hơn ai về ít hơn cả nhà. Nhưng không có ít hơn, ít. Bỏ cái ghế xuống xong. Bỏ luôn đi, bỏ luôn đi. Vô gạn qua đây rồi ngày mai chắc nó cũng hao một mớ á. Ủ nước mắm cả nhà. Vừa tạnh mưa đó mấy ông ơi. Vừa thằng vừa luôn hết mấy ông, cái thằng vừa nướng đó mấy ông ơi. Đừng có cột cái chân đó nữa. Đâu cột đâu. Còn cái nào nữa không? Là sang cặp cái cọng dây này cột cái cọng trên với đi sang. Chút cột trùng trùng trên xéo lên. Có mưa cá nó không đi rồi. Anh em bắt mớ cá mình lên mình nướng làm nhâm nhi dạy đi vô đế cả nha. Nướng mình nhờ nó thưa nè chứ dày quá chịu không nổi nữa. Nước đạm ha. Cột lên đi Sang ơi. Được rồi, gì được rồi, gì được cưng ơi. Bỏ đi, lên tắm rửa đi. Lửa thang đã quét luôn. Thôi có cắm lửa nắm thiệt của ơi. Dạ hơi lửa này Sang ơi. Anh em mới vừa chế cái dĩ đó cả nhà. Cho cả nhà thấy cái dĩ đó. Đối với nhà cái này là cái gì nha. Cái này là cái dòng chuột á. Anh em gỡ ra nè. Hai cái làm được cái dĩ đó nè. Giữ thần chế chưa. Đó. Được. Ôi ui. Con bự nè. Đó. Nóng nghe. Cái đầu đưa vô. Đây nè, đến đây nè. Ê, cái lắp con để ngoài đi. Trời trời. Để đây nè, cái lắp con ngoài, để ngoài đi. Cái lắp bự mình để trong. Đó. Xe chỗ con này luôn đấy. Rồi. Được rồi, để trong nó khét hả? Rồi, cà phê này nướng nó ngọt biết bao nhiêu nào đó mấy ông. Lâu lắm rồi mình không ăn cà phê bự vậy cả nhà. Bàn tay lúa đó. Bàn tay ship nè. Con này còn nhỏ nè. Ừ. Còn nữa anh Quý? Như này làm vũ đế được không anh Quý? Được. Trời là đúng bài đó. Đổ đi tụi em lấy rượu vừa chín luôn đó nha. Còn mấy cái nữa? Còn hai ba cái nữa. Là vừa luôn đó, Quý ơi. Cà phê này mau. Thấy thấp hả chồng? Này cho nó khét cái vỏ hơi hơi ha. Rồi. Mau vậy. Ui 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 nóng. Nóng không? Nóng không? Như đấm đá. Cái bộ vỡ lên hơi cái nữa coi. Lên. Mình còn thang mà. Đó, cao bên kia, bên kia luôn. Ừ, cái bộ vỡ lên coi. Ừ. Cái bộ hả?
Sao không mày? Cháy. Thơm rồi đó. Cá lóc mà nướng này dữ lắm, nó thơm quá nhà ơi. Rồi, mời anh Quý làm dạy ly. Anh Thiết thì bữa nay xỉn rồi, không đi dở dớn. Thôi coi mấy cà phê sao xong ơi. Trời ơi. Màu lắm mấy ông ơi. Nước thịt là kìa xong. Hồi nãy nó hơi thấp á. Đó, cháy cháy giỏ gì bị ngon đó. Một kêu cháy. Lắm lại ơi. Còn thì bằng nữa. Ủa lực làm chén nước mắm bánh hay vậy? Tại nhân lực làm bánh á. Thôi tôi bóc con cá này lên, ông đưa con cá này vô nha. Đúng rồi. Tao bự vô trong. Ê chưa. Nóng lắm nóng. Ồ xíu. Cái lưng cho nó cái bụng cá lóc nè. Ôi, cho cá chạch cá nó qua đây đi quay. Bên đây nóng lắm nóng nè. Bên đó không nóng không ha. Chắc hay hỏi cá chạch nó bị biến hình quá cả nhà. Biến dạng à. Biến hình nó bị động thổ á. Ây da, đã quá. Trời ơi, ngon. Thử rồi. Trời ơi. Mình mừng các bạn nghe bạn chơi chỗ này luôn à. Dữ chưa? Em ghé ra luôn ha, Lật. Em mới ghé ra luôn. Chỗ này mát thì phải không? Có ghế ra luôn. Chỗ này chắc tới sáng quá. Chào thật. Bắn được không em bên đây? Đây nè. Chừng nứt thịt chừng mấy ông ơi. Cậy nó cháy cháy gì mới đã nó xong. Cháy cái dạ nó. Cá này bự lắm nha. Rồi nó ngon cả nhà. Mình làm con nấy trước ha. Ừ. Dạ. Em Quý ơi. Vô anh Lực kìa. Anh đi, bởi đi. Đừng nói anh Thiết chạy vô nghe trời. Anh ở dưới mới đem. Rồi. Ta khách mời mà. Nhân vật chính. Nói chung mà anh em qua đây là nhờ anh Thiết với anh Quý dữ lắm cả nhà ơi. Đặt vớn này cũng có địa bàn chứ không phải dễ giờ đặt lên anh Thiết anh Quý vô đặt mới đặt được đó. Giờ này vô sao chậu trời mới đổ à. Đám này vậy. Đây. Thật trắng phiếu luôn á nhà ơi. Ê. Giờ này đi đổ là sao trời? Phải không? Phải hẳn không? Sao đi trễ vậy? Nghe tiếng biết liền. Hết hồn cá này mập rồi chứ. Nặng ra mở không à. Cái tiếng này như còn sánh đó vậy nè. Hết hồn không. Hả? Này đám tiền kia. Rồi vô đi em ơi. Ăn gì nào nóng mới ngon nè.
này có mưa vậy sẽ thấy coi. Đây mình chặt phù hộ cho tụi con làm ăn thuận lợi. Anh Quyết thiết anh Quý đồ cá ngày nào cũng nhiều. Rồi, vô cá đi Quý ơi. Lại. Mời cả nhà miếng cá nướng nha. Con vườn nhà má. Năm gục. Mời cả nhà luôn nha. Cá nướng nha. Làm nhiều đấy. Mời cả nhà luôn. Cá nó ngon. Vô cá đi em Quyết. Làm rồi. Đã quá. Nè lúa, quất đi. Quất đi, quất đi. Dạ dính văng luôn trời chừng rồi. Quá chín rồi. Ăn cái món này làm được nè. Ừ. Quất đi. Mày cả nhà luôn nha. Nhau quá ngon. Mời cả nhà. Bụng chẳng thiếu. Ừ, lúc vô cái này cho điện đây em gót cha gì dạ? Vậy ôi trời cái ngành đâu đây hả nói chung cái sọt anh Quý nhóc dư bắt hả thôi nhiều rồi. Dư sức rồi dư lắm nhiều rồi coi sau lưng nhóc cho anh kìa qua chạy đâu cần 60 kg cái phi ghê á không bự bự vậy trời, hả? Trời. Cá bự ít cá lôi gôi bằng tay mình nhiều cá bự xuống lưới mình chừng rồi cảm ơn cảm ơn Quý cái nữa nha vô Quý làm xin cơm vậy đi anh đi đỡ với anh rồi không tứ 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 tắm cá luôn rồi. Cá nướng rượu à cá rượu cá nướng số vụ hả? Thưa đó màu dẫn cái lắm mà nghe. Không cay luôn. À, không, nó mạnh thiệt quá. Vụ cay này mạnh quá. Cuồng gắt quá. Không. Đây, trời lạnh nè. Tăng cái độ ấy lên. Tôi đã uống cắt nước thôi bà. Gắt. Thì mình uống cái này khác cũng nước à. Mình có uống đá. Uống này mà. Rồi sao không hiểu đâu nước đá cũng nước cái này cũng nước khác uống cái này nó giải khát hả này, đá cái này nghe ấm hơn rồi đúng không có đập nữa đúng bài ha rồi sang cây sẵn với đó cái ơi ngọt nó thật nha cá phi là lúc nó thích hai món à một là mình nướng như vậy nè cả nhà hai là nấu cháo á nướng như vậy ha vừa nóng đem xuống ăn thịt nó rất là ngọt cực kỳ luôn á ăn cái này cho hết cho bên đây đi rồi gấp lên con cá lóc coi để con lóc mình cho anh Quý anh ăn rồi thôi bây giờ mình ăn con cá lóc bà đồng bự nhất từ bữa mình qua giờ nè hôm nay cá bự lớn là bự nhất đó cái không là lợn một rồi hả bự nhất bự lớn hả anh Quý bự nhất của lớn đó vì nước lên chảy quá rồi chặt sớm con cá đâu có bự đâu từ bữa giờ anh em lúa ăn cá lóc bự nhất luôn á nha đựng con nè nãy đâu cửa gục cũng được con ba lớn á cửa gục anh chạy hả đó à. Trời ơi sao em sớm không gặp đó à. Nằm dít á đâu mấy công phi nằm dít á ôi cái mặt bể luôn không cả cá lóc đồng nguyên chất nha cả nhà mời cả nhà ăn cá lóc đồng nướng nha quay qua cho chín luôn hơi chín ha hơi chín rồi trong mặt trà đó ôi ôi bún xương đó quất xong này đâu có bỏ được vô vô xong liền vô một hai ba vô luôn nha, ly vô. Mình đó. Đây mình. Uống cá lóc đi. Cá lạnh uống này vô nó ăn liền xong. Cảm ơn. Cảm ơn cái tư thì đâu dám sớm mà. Anh làm phải chừng 5 ly nữa là nắm liền á. Cua đồng nướng cả nhà. Đẹp. Màu sắc tuyệt vời ha cái cua đồng nướng than ngon coi bây giờ cua nó mập dữ lắm á nha cuối tháng 10 tháng 1 này nè em mà ăn cua đồng nướng nữa không hả
còn ăn cơ. Cua nhóc với gà nướng ngon lắm. Cua quá trời luôn. Đấm dưới. Rồi cho mượn ly xong. Khá khá thì quay mình đánh dưới này nè. Quý. Cua động anh Hiếu ơi. Đẹp. Cua động nướng lửa than nó ngon nha cả nhà. Bóng lửa nó cả nhà thấy không? Đài lúa dính mỡ luôn nè. Đó. Mập lắm cua này mập. Dính mỡ luôn á. Dứt gì lại. Cua lu đang hay á. Mời đại gia đình ăn cá nướng dắt phi. 12 giờ đêm. Bây giờ mấy giờ luôn hả? Lố rồi. Qua giờ ngõ. Hôm qua là hôm nãy mình đổ là 12 giờ. Vô nè. Vô đi, xin sớm đi. Vô. 1 2 3 vô. Cảm ơn cả nhà thời gian qua ủng hộ anh em lúa nha. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Nãy mưa tưởng nó mưa luôn rồi chứ. Đang lúc lửa phành phành. Bảo cái gì đâu á. Tính là vô chiên rồi đó. Vô bảo tới gì vậy? Bảo tới gì vậy? Này anh Thiết cũng vừa giải anh không có nhậu với anh em được anh ơi. Hôm qua thôi mấy lấy là nướng anh em nhậu chung rồi. Kêu ông đi rồi kêu ông gọi đó chứ sao mà không thích đi. Còn qua đồng sảnh á. Bình thường gió bắc này gió thở mạnh á. Cái mùa này là hồi xưa á, hồi nghe ông bà xưa kể lại là mùa này là đám cưới dữ lắm nè. Đám cưới à? Ừ. À, mùa lạnh á. Ừ. Cái Tết đi quên. Lạnh đám cưới vậy nó ấm. Thuận đốt than cũng mùa này đốt dữ lắm nó hao than nè. Đó lấy kính quanh tròn lại cái hơi lửa. Đám ông lá tre đúng không? Lúc còn nhỏ á. Ông nhiều kỷ niệm lắm cả nhà ơi. Bây giờ làm cái gì vụ mà mình quét lá tre để đốt mùng nữa. Lá tre đâu có đâu đốt. Đó dọc đường ha, nó bụi tre rồi đó. Đó trồng tre nhiều quá, dài quá hết rồi. Dài quá rồi này. Từ khi có ba cái sắt tới giờ á, sắt cây á, người ta đâu còn tre nữa. Nhà hồi xưa nó cũng làm tre không? Giờ cắt tính ra cắt nhà cây mắc hơn nhà tre. Sao? Cắt nhà tường. Nè ông thợ sắt nè. Ở đây là bánh tan. Nhóm mình là đủ thứ nghề cho nha. Ở này thì thợ hồ. Đây là thợ hồ nè. Đám dư thì đục đẻo bỏ. Thợ sắt nè. Bên đây là thợ đá hoa cương nè. Bên đây cũng là thợ hồ kim nuôi chim luôn nè, nuôi chim. Bên đây thợ cắt tóc nè. Thợ cắt tóc ở Sài Gòn quận nhất luôn á cả nhà. Câu luôn. Có giỡn nha, còn bên đây là thợ cưa cây nè. Nói chung là anh em lúa nhiều thợ lắm chứ bộ. Lúa đâu vậy? Cái câu này nghe dễ thương quá à. Nhớ mấy bà xã nhà thường thường nói mấy câu đó là tranh thủ anh ơi ha. Điện ông chạy xuồng xuống lấy để độ đi rồi đổ dấn nhanh chóng cứu cánh không đặc biệt có dặn ông bác cho không có nói với ông bác không có nó quà rồi chứ bỏ điện thoại ngay chưa bàn trước đây chỗ nước đó. Ông ngủ cái bên đó sao? Mẹ ông còn nướng nướng. Bác đang ngủ. Mời cả nhà nha. Ông thường ông 1 giờ cũng thấy cơ. Mấy anh em mình làm được xương cái nữa nha. Thì chút xíu nữa anh Quý cũng qua đi chở cá đi ra chợ rồi. Bây giờ làm vài ly nữa thôi. Hết là ra đó là mình nghỉ. Rồi hẹn cả nhà clip sau nha. Anh em lúa chào cả nhà nha. Buổi tối cực kỳ luôn đó nha. Bây giờ không có ai thấy buồn ngủ cho người ta. Hết ngủ rồi. Hẹn cả nhà clip sau. Bye bye cả nhà nha. Bye bye cả nhà.